Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 45. Đề bài như sau. Hãy chỉ ra những chính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric, axit sulfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa. Đây là một bài tập so sánh tính chất hóa học của axit nitric và axit sulfuric. Thì axit nitric chúng ta vừa mới được học xong. Còn axit sulfuric thì chúng ta đã được học ở lớp 10 trong chương 6 oxy lưu huỳnh đúng không nào? Chúng ta có thể xem xét lại trong sách giáo khoa lớp 10. Sau đó thì kết hợp với bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi chỉ ra tính chất hóa học chung và khác biệt của hai loại axit này. Ở đây đầu tiên, cô sẽ chỉ ra tính chất hóa học chung của hai axit. Tính chất chung. Thì ở đây, axit H2SO4 loãng và HNO3 đều có tính axit mạnh. H2SO4 loãng và HNO3 đều có tính axit mạnh. Mà như chúng ta đã được học, axit mạnh thì đầu tiên sẽ làm quỳ tím đổi sang màu đỏ đúng không nào? Đầu tiên là làm quỳ tím đổi sang màu đỏ. Đó là tính chất đầu tiên có thể nhận biết được axit đúng không nào? Tiếp theo là tính axit thì còn thể hiện khi mà tác dụng với cả oxit bazơ đúng không nào? Và lưu ý ở đây là không có tính khử, các nguyên tố có số xóa là cao nhất rồi đấy. Tác dụng với oxit bazơ và bazơ không có tính khử. Có nghĩa là các nguyên tố có số xóa cao nhất. Ví dụ ở đây, cô sẽ lấy ví dụ với sắt 2 hydroxit tác dụng với H2SO4 đi. Thì sẽ tạo ra sắt 2 sulfat đúng không nào? Và nước. Oxit bazơ cô sẽ lấy là Fe2SO3. Tác dụng với cả HNO3 đi. Thì sẽ tạo ra Fe2NO3 tức 3 lần. Ngoài ra thì còn tác dụng với cả muối nữa, đúng nào? Đây chỗ này còn tác dụng với cả muối. Điều kiện để tác dụng với muối là tạo khí hoặc là tạo kết tủa hoặc là tạo chất nhân lý yếu đúng không nào? Cô lấy ví dụ HNO3 tác dụng với cả CaCO3 đi. Sẽ tạo ra CaNO3 hai lần CO2 và nước. Với H2SO4
cô sẽ cho tác dụng là Na2SO3, Na2SO4, SO2 và nước. Đó là tính chất của axit loãng. Còn với axit H2SO4 đặc và HNO3 đặc thì đều có tính oxy hóa mạnh. Đây là H2SO4 đặc và HNO3 đặc đó. Rồi là loãng nhá. Thì đều có tính oxy mạnh. Thì ở đây có thể tác dụng được với hầu hết các kim loại, kể cả kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học, và sẽ đưa kim loại lên số oxy hóa là cao nhất. Tác dụng được với hầu hết các kim loại, kể cả các kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học. Và sẽ đưa kim loại lên số oxy hóa là cao nhất. Ở đây có ví dụ với sắt, khi mà tác dụng với cả HNO3 sẽ tạo ra sắt 3 hydrat, đúng nào, lên số sẽ là cao nhất, NO bay lên nước, không lên dương 3, đúng nào, dương 5 xuống, dương 2 thì lại là 1 1. Còn với H2SO4 thì cô sẽ cho tác dụng với cả đồng đi, đứng sau hydro. Đây là đặc nhá, tạo thành đồng sulfat SO2 và nước, không lên dương 2, dương 6, dương 4 thì lại là cũng là 1 1, đúng nào. Ngoài ra thì còn tác dụng với cả một số vi kim. Hai axit đặc này còn có thể tác dụng với một số vi kim. Cũng sẽ đưa vi kim lên số oxy hóa là cao nhất. Ví dụ ở đây, chúng ta có carbon tác dụng với cả H2SO4 đặc để tạo thành CO2, SO2 và nước. Lưu huỳnh cộng HNO3 H2SO4 NO. Và cuối cùng là có thể tác dụng với hợp chất có tính khử, đúng nào. Đây là có tính khử. Ví dụ như
sắt 2 oxit thì tác dụng về HNO3 sẽ đưa lên số sửa là cao nhất. NO cộng H2O thì lại sẽ là 1 1. Dương 2 này, dương 3, dương 5 xuống dương 2, 3, 3 1 đúng không nào? Tiếp theo ví dụ với cả sắt 2 hydroxit tác dụng H2SO4 đặc cũng sẽ đưa số sửa là cao nhất. SO2 nước, dương 2 lên dương 3, dương 6 xuống dương 4 đúng không nào? Thì lại là 2 1. Ngoài ra thì cả hai axit này còn có một tính chất đặc biệt nữa, đó chính là khi mà làm thụ động, cô xin lỗi, là khi làm đặc nguội thì hai axit này sẽ thụ động với sắt và nhôm. Chính vì vậy khi mà vận chuyển axit thì chúng ta có thể đựng trong bình bằng nhôm hoặc là bình bằng sắt. Ở đây tính chất chung là cả hai axit khi làm đặc nguội thì đều làm cho sắt và nhôm bị thụ động hóa. Thụ động hóa có nghĩa là bình thường thì chúng ta thấy là hai axit này sẽ tác dụng được với cả sắt và nhôm. Tuy nhiên thì thụ động hóa có nghĩa là không tác dụng. Thì chúng ta cần làm cho hai axit này đặc và nguội, đúng không nào? Có nghĩa là không có nhiệt độ đó. Thì bị thụ động hóa có nghĩa là có thể chúng ta sẽ dùng bình làm bằng nhôm hoặc là sắt để đựng HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Đây chính là câu hỏi lý thuyết mà hay gặp trong bài trắc nghiệm đó. Đó là những tính chất chung. Còn tính chất khác biệt của hai axit này là gì? Thì chúng ta sẽ đi vào phần những tính chất khác biệt. Thì với axit H2SO4 loãng có tính axit, còn H2SO4 đặc thì mới có tính oxy hóa mạnh. Còn axit nitric thì dù là axit đặc hay là loãng thì đều có tính oxy hóa mạnh. Khi mà tác dụng với các chất có tính khử, đó chính là tính chất khác biệt đầu tiên với axit H2SO4 loãng có tính axit. Còn H2SO4 đặc mới có tính oxy hóa. Mạnh. Còn HNO3 dù là
hay loãng đều có tính oxy mạnh. Khi tác dụng với chất khử, các chất khử hay là các chất có tính khử khử. Sự khác biệt thứ hai đó chính là axit H2SO4 loãng thì không tác dụng được với kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học như HN3. 2SO4 loãng không tác dụng với các kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học như axit H2O3. Ví dụ như sắt thì có thể tác dụng với H2SO4 loãng để tạo ra sắt 2 sulfat và hydro bay lên. Còn đồng thì không thể tác dụng với H2SO4 loãng. Nào, đây sẽ là không phản ứng. Vì đồng đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học. Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 3, sách giáo khoa trang 45. Thì để làm được bài tập này, chúng ta cần xem lại tính chất hóa học của axit nitric kết hợp với việc ôn lại tính chất hóa học của axit sulfuric trong sách lớp 10 ở chương oxy lưu huỳnh. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.